Từ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, nhiều câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Các câu lạc bộ không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc. Gần chục năm nay, đều đặn hàng tuần bà Phạm Thị Thuy lại tới nhà văn hóa thôn để cùng các thành viên trong câu lạc bộ tập luyện các bài dân ca quan họ, hát văn. Cũng đứng tuổi rồi thì chị cũng thanh nhàn được tí thì là chúng tôi để tham gia vào đội văn nghệ. Cảm thấy tâm hồn nó trẻ trung lại mà kiểu như là đây là món ăn tinh thần của chị em chúng tôi. Từ 7 thành viên ban đầu khi mới thành lập năm 2014, đến nay câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Chỉ Quang đã có 30 thành viên. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí mua trang thiết bị, đồ dùng, trang phục vụ cho việc tập luyện và biểu diễn. Trong câu lạc bộ thì cũng người biết thì bảo người không biết, người biết nhiều và người biết ít. Như tôi thì tôi hay sưu tầm trên mạng và tôi tập và tôi sẽ đi hướng dẫn lại mọi người. Chúng tôi cũng đã tham gia rất nhiều các cái chương trình giao lưu văn nghệ ở các nơi. Với tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, bà Lương Thị Trường ở thôn Làn 1, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác, đặt lời mới cho các làn điệu khắp nôm. Tham gia câu lạc bộ khắp nôm, bà Trường nhiệt tình truyền dạy lại cho các thành viên, đặc biệt là các bạn trẻ. Đi đình đi đám ấy thì mình nghe theo người già ấy, xong là mình cứ nhớ đấy thôi, xong là hát được thôi, không có trường nào mà dạy đâu. Thì cũng mong muốn là truyền lại cho lớp trẻ để nó học hỏi sau này để nó khỏi phải mất cái bản sắc của dân tộc mình ấy. Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ duy trì hoạt động thường xuyên. Đa phần các câu lạc bộ được chính quyền địa phương ban hành quyết định thành lập, có quy chế hoạt động rõ ràng. Ngành văn hóa chúng tôi đã triển khai rất là nhiều, cụ thể đi đến từng làng từng bản. Như hiện nay chúng tôi đang làm cái công tác bảo tồn về trang phục truyền thống, dân ca dân vũ, rồi lễ hội truyền thống, rồi phong tục tập quán, tất cả các cái phong tục tập quán của các dân tộc cho đến nay đã được bảo tồn tương đối là tốt. Những câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được thành lập và phát triển rộng khắp đã góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Đây cũng chính là những hạt nhân để Lào Cai gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.